Hôm nay xin chào cả nhà nha. Xin chào các bạn đã đến với lại kênh của Hôm Nail nè. Rồi hôm nay mình sẽ vẽ một loạt chủ đề Halloween nha các bạn. Hôm nay mình sẽ ra nhiều clip Halloween để các bạn có những cái mẫu vẽ đơn giản dễ vẽ nha cả nhà nha. Rồi đây là mình xin giới thiệu, đây là địa chỉ của Hôm Nail. Hôm Nail chuyên đào tạo học viên nail và phun xăm thẩm mỹ nha cả nhà. Địa chỉ của mình là 2F21 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0902660724 nha. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ vào mẫu vẽ nha. Rồi bây giờ nha, để trước khi vào mẫu vẽ thì mình sẽ chuẩn bị sẵn một cái móng màu đen như thế này nha các bạn. Cái móng màu đen ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm mờ đi. Làm mờ móng đi và bắt đầu mình vẽ ha. Ở đây thì mình sẽ vẽ hai tông màu, đó là màu trắng và màu đen nha cả nhà. Rồi đầu tiên thì mình sẽ vẽ, mình vẽ ở đây thì mình vẽ bằng cây cọ Nga nha. Đây cây cọ Nga nha, cọ Nga Y00, ấy cọ Nga 00. Rồi bắt đầu mình vào mẫu vẽ nha. Đầu tiên thì mình sẽ vẽ cái đầu nha. Thấy không? Rồi mình ráng cố gắng mình liên sao mà để cho các bạn dễ thấy nhất nha. Thấy không? Được không? Mình cố gắng mình cầm sao mà để cho các bạn dễ thấy nhất nha. Rồi giờ mình tô nha các bạn, mình tô lên nha, mình cho cái đầu cái con ma này lên cho cao tí xíu đi. Cái nó hơi lỏng lỏng cho mình tô lên nha cả nhà. Là hai cái tai của con ma đó các bạn. Dạ, yeah, Halloween thì mình vẽ mấy mẫu này cũng vui lắm các bạn. Cái dáng của con ma nó đang bay ha các bạn ha. Rồi mình để nó khôi, mình chấm mắt mũi miệng thôi ha. Rồi mình vẽ thêm một con nữa nha cả nhà nha. Rồi trong thời gian chờ mẫu kia khô để mình chấm mắt mũi miệng thì mình sẽ vẽ tiếp tục mẫu thứ hai nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ nha. Rồi đầu tiên là mình sẽ vẽ cái con ma nó hơi bay bay như thế này các bạn ha.
Rồi bây giờ mình lại tiếp tục nha, mình vẽ nha, vẽ cái con ma thứ hai nha. Rồi con ma thứ hai bây giờ mình sẽ bắt đầu từ đây. Rồi bên này mình sẽ lượn vô nha các bạn, mình sẽ lượn vô như thế này. Rồi xong sau đó mình sẽ vẽ cái phần dưới như thế này đây. Tiếp tục sau khi mình vẽ rồi bắt đầu mình sẽ đồ luôn các bạn, vẽ mấy ma này vui lắm các bạn. Mình rất là thích chơi vẽ mẫu Halloween. Các bạn tô cái này nè, các bạn để mình quay nghiêng nghiêng qua chút xíu cho các bạn dễ nhìn. Các bạn ha, là hả, nhớ một điều là chúng ta kéo lướt lướt nhẹ nhẹ trên mặt, đừng kéo mạnh quá. Các bạn kéo mạnh quá nó bị lủng lỗ nhé không. Và các bạn kéo vừa đụng với lại cái viền thôi. Rồi bây giờ khi mà cái con ma này nó khô rồi đó các bạn ha, thì bây giờ mình sẽ lấy cái cây cỏ chấm bi nè các bạn. Mình sẽ có một cái cây cỏ chấm bi như thế này nha. Mình cây cỏ chấm bi nè ha, thì mình sẽ chấm bi vô đây. Mình chấm vô cái màu đen nha cả nhà. Ha, mình chấm vô màu đen như thế này đây nha. Rồi sau đó thì mình sẽ vẽ lên. Mình sẽ vẽ lên hai con mắt hai bên này. Con mắt con đen con nè. Mình cũng chấm bên đây con mắt đây các bạn, cho con mắt nó dài dài xuống như thế này nha cả nhà nha. Rồi hai con mắt hai bên. Rồi sau đó tới cái miệng nha cả nhà, tới cái miệng của nó nha. Cái miệng của nó bắt đầu từ ngay đây nè, miệng nó hả ra mà. Đây mình vừa vẽ xong một con ma, con ma ha. Rồi tiếp tục nữa, bên này cũng vậy, bên này cũng vậy ha. Rồi tới con ma bên đây. Con ma bên này thì mình sẽ chấm hai bên đây, mình sẽ chấm bên đây một cái con ma. Bên này mình sẽ chấm một cái con mắt bên này, hai con mắt đó các bạn. Rồi ở cái miệng của nó mình sẽ chấm một cái miệng nó đây, và mình kéo nó dài xuống đây. Con ma nữa các bạn, nó dễ không, rất là dễ làm ha. Rồi còn lại thì mình chờ nó khô và chúng ta sẽ sơn tớp lên thôi ha cả nhà. Rồi bây giờ bắt đầu mình sơn tớp nha cả nhà. Các bạn, mình hơi đèn cái này nha, mình sẽ làm hơi đèn đó. Rồi giờ bây giờ mình tiếp tục ha, mình tớp của cái phần này ha các bạn. Các bạn nhớ để khô các bạn hãy sơn tớp nha, chứ không thôi là nó bị lem con mắt nha cả nhà. Rồi sau đó mình cũng hơi đèn luôn nha cả nhà nha.
Rồi bây giờ mình đã sơn tết và hơ đèn xong rồi cả nhà ơi. Đây là cái mẫu Halloween ha. Con ma rất là dễ thương ha. Con ma nó đang bay nha các bạn, tôi thấy nó đang bay ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nha cả nhà. Mình hôm nay là mình sẽ ra một loạt những chú ma dễ thương của mẫu Halloween nha cả nhà. Ok, nếu các bạn thấy video bổ ích, hãy nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha cả nhà nha. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để mình ra rất là nhiều mẫu mã nữa để các bạn chúng ta sẽ xem và mình sẽ vẽ theo được nha cả nhà. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.